Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của điểm báo và bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ giúp quý vị đến với một số những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay để quý vị có thể chủ động trong việc lựa chọn tìm đọc những cái đầu báo mà mình quan tâm. Thưa quý vị, không còn dọa dẫm mà nhiều đại lý và cửa hàng xăng dầu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt đóng cửa, ngừng hoạt động với lý do là càng bán càng bị thua lỗ do chiết khấu thấp thậm chí là không đồng, trong khi chi phí vận hành rất tốn kém trên trang 6 và trang 7 báo tuổi trẻ ghi nhận vấn đề này qua bài viết Đại lý xăng dầu đóng cửa. Theo các doanh nghiệp đầu mối, do giá xăng dầu thế giới liên tục giảm, hàng vừa nhập về đã bị lỗ nên phải giảm chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ. Trong khi đó các chuyên gia cho rằng cần rạch dòi chi phí kinh doanh định mức để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Nhiều người dân miền Tây cho biết việc họ phải chạy xa từ vài km đến hàng chục km để tìm được chỗ đổ xăng đổ dầu là không hiếm vào thời điểm này vì rất nhiều cửa hàng xăng dầu hiện nay bán cầm chừng hoặc đóng cửa vì lý do hết hàng. Trong giới kinh doanh xăng dầu tại hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre thời gian qua, rỉ tay nhau bí quyết làm sao để đóng cửa cây xăng một cách hợp lý nhất vì càng bán càng lỗ, nhưng để tạm đóng cửa thì cần phải có một lý do thuyết phục. Một lý do phổ biến được đưa ra trong giai đoạn này nhằm tạm ngừng bán hàng của cảng xăng dầu là đóng cửa để nâng cấp sửa chữa. Ông Nguyễn Minh Hùng, giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận 24 thông báo tạm dừng kinh doanh xăng dầu. Riêng trong tháng 9 năm 2022, cơ quan này tiếp nhận 10 thông báo tạm dừng kinh doanh với lý do như là kinh doanh thua lỗ, hoa hồng thấp, đi ăn đám rỗ, hết vốn kinh doanh, không người quản lý. vâng có thể thấy là giá xăng dầu thì làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống à, tuy nhiên thời điểm lên cao và xuống thấp như hiện nay thì cũng sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề và khi không đảm bảo được lãi suất thì chắc chắn các doanh nghiệp cũng sẽ tìm mọi cách để có thể đóng cửa chờ một thời điểm phù hợp mở cửa trở lại còn à, bên cạnh việc giá xăng dầu leo thang và lên cao xuống thấp trong thời gian vừa qua thì một vấn đề khác mọi người cũng quan tâm đó chính là vấn đề lạm phát và bộ tài chính cũng vừa cho biết kiểm soát lạm phát luôn luôn nằm trong chương trình nghị sự của các cơ quan thuộc chính phủ với mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, cơ quan này cũng tỏ ra tự tin có thể thực hiện được mục tiêu kiểm soát chỉ số lạm phát dưới mức cho phép của quốc hội, đó là thông tin đã được đăng tải trên trang 3 của báo Lao động với bài viết là tự tin kiểm soát lạm phát trong mức cho phép. Theo đó đánh giá từ nay cho đến cuối năm, lãnh đạo cục quản lý giá cho rằng có một số áp lực làm tăng giá trong nước bao gồm giá nhiên liệu và năng lượng còn biến động phức tạp do xung đột trên thế giới, bối cảnh lạm phát toàn cầu tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm, ảnh hưởng đến biến động thời tiết, ngập lụt ảnh hưởng đến một số địa phương sẽ dẫn đến việc tăng giá cục bộ một số hàng hóa thiết yếu, trong khi đó một số yếu tố đang xem cũng có thể được xem là sẽ giúp làm giảm những áp lực trên như việc một số mặt hàng do nhà nước định giá sẽ giữ ổn định từ nay cho đến cuối năm, sự kiên định trong điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, miễn giảm thuế phí, dư địa để thực hiện chi tiêu lạm phát đề ra của Quốc hội và chính phủ dưới mức 4% là hoàn toàn có thể thực hiện được. Nói về các giải pháp về tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay đã trình các cấp có thẩm quyền để giảm thuế ngay từ đầu năm cho doanh nghiệp, người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thì Bộ Tài chính cũng đã đề xuất giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Dù vậy, đánh giá một cách cẩn trọng, thì phía Tổng cục Thống kê cho hay áp lực lạm phát trong những tháng còn lại của năm vẫn đang hiện hữu. Vâng thưa quý vị và các bạn không chỉ vấn đề lạm phát mà sau đại dịch Covid-19 rất nhiều những vấn đề cũng đã kéo theo ảnh hưởng đến nền kinh tế, cuộc sống cũng như đặc biệt là liên quan đến vấn đề y tế. À, liên quan đến vấn đề y tế thì à, hiện nay ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nóng. À, việc đấu thầu trang thiết bị y tế hiện nay cũng chưa rõ ràng. Trong 2 ngày vừa qua thì đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp làm việc với các bệnh viện tuyến quận, tuyến huyện và bệnh viện trợ rẫy để khảo sát về việc thực hiện cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2022. Trên trang 4 báo Lao động ghi nhận vấn đề này với bài viết có tiêu đề: Các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đấu thầu vẫn vướng thuốc thiếu trước hụt sau. Tiến sĩ Nguyễn Nhật Hải, trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện Trợ Rẫy, bệnh viện tự chủ nhưng nguồn thu do nhà nước quy định trong khi nguồn chi theo giá thị trường nên không bao giờ đi đến điểm chung. Nghị định quy định giá dịch vụ y tế do nhà nước ban hành, bệnh viện không được quyền quy định. Tiến sĩ Hải đề nghị nhà nước chỉ xây dựng định mức, còn giá cụ thể bệnh viện thì thuộc giá đầu vào. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, trưởng khoa dược bệnh viện Trợ Rẫy chia sẻ, ngoài liên quan đến đấu thầu thuốc, khoa dược còn liên quan đến trang thiết bị y tế và tiêu hao. Việc mua sắm thành công còn phụ thuộc vào các yếu tố hàng hóa phải có trên thị trường hay không. Trên thực tế, khi bệnh viện tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, pháp lý hồ sơ dự thầu vẫn còn nhưng khi tổ chức đấu thầu lại không thể đấu giá mặt hàng đó vì hết hạn. Đồng thời trong các quy định hiện nay vẫn chưa cập nhật được giá thị trường, những quy định đang dự thảo và thiết kế theo tình kinh tế vĩ mô ổn định, còn nếu có biến động như dịch bệnh thì giá tăng nhiều ảnh hưởng đến việc đấu thầu, dễ mắc sai sót. Vâng, đối với y tế là như vậy, việc thiếu thuốc đang khiến cho không chỉ các y bác sĩ mà bản thân những người đi khám bệnh cũng cảm thấy lo lắng về tình hình sức khỏe của mình. Còn đối với ngành giáo dục thì một vấn đề mà thời điểm này rất nhiều người quan tâm, đó chính là vấn đề lạm thu ở trường học. Và thưa quý vị, không chỉ có phụ huynh đâu mà ngay cả đối với các giáo viên cũng cảm thấy phiền lòng với nạn lạm thu trong trường học. Và trên tờ tuổi trẻ trích đăng ý kiến của một nhà giáo vừa là nỗi lòng khó nói của nhiều người, vừa gợi mở một giải pháp để có thể chấm dứt lạm thu và bài viết cũng được đăng tải trên trang 12 của báo Tuổi Trẻ với tiêu đề Nỗi lòng của người đứng giữa. Theo dõi các bài về tình hình lạm thu trong các cuộc học phụ huynh thời gian gần đây, những giáo viên cũng cảm thấy rất buồn lòng bởi lạm thu trong trường học thường được mặc định là mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, giáo viên, những người đứng giữa cũng mang rất nhiều nỗi niềm trong thực tế trừ một vài trường hợp ngoại lệ thì các vấn đề lạm thu trong trường học không liên quan đến giáo viên cũng bởi hầu hết các khoản tiền phải thu trong cuộc họp phụ huynh đều là hoạt động thu chi dựa trên thỏa thuận tự nguyện giữa phụ huynh và nhà trường giáo viên hoàn toàn không liên quan đến hưởng lợi gì từ số tiền lạm thu này và thế nhưng dù muốn hay không muốn thì giáo viên vẫn là trung tâm đứng giữa nhà trường và phụ huynh là trung gian của các khoản thu này thiết nghĩ trách nhiệm thu tiền học phí là của các bộ phận kế toán tài vụ nhà trường không phải là của giáo viên chủ nhiệm rất mong ban lãnh đạo của các trường thực hiện đúng quy định để giáo viên chủ nhiệm giảm bớt áp lực đừng vì mải mê chạy theo chỉ tiêu thành tích mà làm khổ thêm giáo viên phụ huynh và học sinh mỗi khi đầu năm học mới Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một quãng thời gian nghỉ rất là dài thì rất nhiều công việc cũng đã bị thiếu hụt nhân lực trầm trọng như là ngành y tế và ngành giáo dục cũng vậy. Do đó với một bài viết với một cái tiêu đề rất hay là nỗi lòng người đứng giữa thì hy vọng rằng Bộ Giáo dục những người làm làm luật cũng sẽ có những cái phương án, có những cái cách để giúp giảm bớt áp lực cho giáo viên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị có nên đưa người già vào viện dưỡng lão hay không trước đây với quan điểm là trẻ cậy cha già cậy con thì việc chăm sóc cha mẹ già phụ dưỡng cha mẹ già là nghĩa vụ của con cái không làm được như vậy thì coi là bất hiếu thế nhưng những năm gần đây ngay cả những người trẻ thì cũng đã tính đến phương án là tích lũy để vào viện dưỡng lão khi mà về già trên trang 7, báo pháp luật việt nam có bài viết bình luận về vấn đề này với tiêu đề là đưa người già vào viện dưỡng lão có là xu thế của xã hội hiện đại nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng hiện nay không ít người trẻ có cái nhìn cởi mở hơn về quan niệm báo hiếu, có cho cha mẹ cậy nhờ viện dưỡng lão khi họ về già. Cuộc sống tại thị thành vốn thường căng thẳng, nhà ở chặt trội, có nhà ba bốn thế hệ ở cùng nhau, nảy sinh nhiều hệ lụy, con cái bận rộn công việc, chăm sóc thế hệ sau của mình. À, do vậy, người cao tuổi và viện dưỡng lão chất lượng cũng sẽ là một lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình. À, dù thực tế thì vẫn có nhiều người cho rằng đưa cha mẹ già yếu vào viện dưỡng lão chỉ là biện minh cho sự bận rộn của cuộc sống thời 4.0. Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân, ở các nước phát triển, viện dưỡng lão là lựa chọn phổ biến và phù hợp với người già. Nhưng ở Việt Nam, do khác biệt văn hóa xã hội và quan niệm về chữ hiếu, nên việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người mang định kiến gửi ông bà, bố mẹ vào viện dưỡng lão là bỏ mặc không thương, tìm cách giữ bỏ trách nhiệm của mình cho người khác bị xem là bất hiếu. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận một thực tế là văn hóa đọc hiện nay đang chịu ảnh hưởng của sự phát triển rất nhanh của các mạng xã hội, thư viện số của các ứng dụng sách nói hay là các thông tin được tích hợp trên nền tảng số. Và có nhiều chuyên gia cho rằng đây là xu hướng tất yếu và vấn đề là cần phải xây dựng một môi trường phù hợp với việc nuôi dưỡng văn hóa đọc truyền thống trong kỷ nguyên số. Trên trang 8 và trang 9 của báo Đại Đoàn Kết phân tích về vấn đề này có bài viết được mang nhan đề Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Theo nghiên cứu được thống kê bởi Cục xuất bản in và phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã xuất bản bình quân trên 400 triệu bản sách một năm, sau đó mà tính trung bình mỗi người dân tiếp cận khoảng 4 đầu sách một người một năm. Đây là con số rất khiêm tốn và cho thấy người dân vẫn còn chưa được tiếp cận toàn diện với văn hóa đọc. Ông Bùi Xuân Đức, giám đốc thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, kỷ nguyên số đang thay đổi cách nhìn về văn hóa đọc. Ngày nay thì nhu cầu và cách thức đọc sách cũng đã khác nên bản thân thư viện truyền thống cũng đang cố gắng tạo ra những không gian đọc phù hợp hơn. Sự phát triển của kỷ nguyên số đã đặt văn hóa đọc vào thời kỳ chuyển đổi số và tích hợp đa phương tiện để thích nghi với điều kiện môi trường xã hội hiện đại và nhu cầu đọc thay đổi cho người đọc. Và theo phó giáo sư tiến sĩ võ thị ngọc thúy hiệu trưởng trường đại học hoa sen dù trong kỷ nguyên số nhưng nếu như biết cách chuyển đổi số phù hợp thì văn hóa đọc vẫn sẽ mãi trường tồn và vẫn còn sức sống mãnh liệt. Việc xây dựng thói quen đọc sách sau đó hình thành văn hóa đọc là điều rất quan trọng nhất là đối với giới trẻ. Thưa quý vị, quy định thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng phát sóng phim của mỗi đài truyền hình là một con số quá cao. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị hội thảo triển khai luật điện ảnh góp ý xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây. Trên trang 8 của báo Đại biểu Nhân dân số ra ngày hôm nay ghi nhận vấn đề này qua bài viết với tiêu đề là cây gậy kích thích điện ảnh phát triển. Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng, trên thực tế, tỷ lệ phát sóng 30% phim Việt Nam rất khó khả thi, đặc biệt là những đài có quy mô vừa và nhỏ. Các kênh truyền hình được sản xuất để phát sóng trên hệ thống truyền hình trả tiền. Hiện nay trừ Đài Truyền hình Việt Nam, các đài truyền hình địa phương không thể đảm bảo thời lượng này. Vì thế tỷ lệ phát sóng phim Việt Nam nên giảm xuống còn 10% và cần có sự đồng bộ với các chính sách khuyến khích phát triển điện ảnh trong nước. Cần xem xét quy định ưu đãi thuế, các ưu đãi khác như hoàn một phần chi phí sản xuất phim đối với các dự án sản xuất phim trong nước. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông cho rằng, trước vướng mắc thực tế của các đài truyền hình, ban soạn thảo sẽ nghiên cứu tổng hợp ý kiến, cân đối để đảm bảo tỷ lệ phù hợp thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài. Con số cụ thể 10 hay 30% cần nghiên cứu thêm, nhưng sẽ trên tinh thần theo lộ trình có thể khởi đầu từ 10%, nhưng phần đầu năm 2025, tầm nhìn năm 2030 có thể đạt mức 30%.